Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 72. Ở cuối tập trước, sau khi mấy ngày này hầu hết các cửa hàng trong phần lớn thành trì của Tu Ma Nội Hải đều có một người đội mũ rơm tiến vào thu mua đan phương. Ban đầu thì các chủ quán cũng đưa ra cái giá phù hợp, nhưng là càng về sau càng quá đáng. Cuối cùng thậm chí còn xuất ra cái giá trên trời. Chẳng qua, tại một cửa hàng khi không trao đổi được còn chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt thì cũng là gặp phải tai ương ngập đầu. Sau đó, tin đồn liên quan đến một vị hóa thần tu sĩ đầu đội mũ rơm đã lập tức truyền khai. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này cũng rất có lợi. Tối thiểu, việc thu mua đan phương của hắn đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Trong 10 ngày, với sự trợ giúp của cổ truyền tống trận, Vương Lâm đã đi đến biên giới của Tu Ma Hải và Sở Quốc. Trong thời gian này, tổng cộng hắn đã mua được 8 cái ngũ phẩm đan phương. Nếu Uyển Nhi nhìn thấy những phương thuốc này chắc chắn sẽ rất vui sướng. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, tiến nhập vào Sở Quốc. Hắn không che giấu tướng mạo nữa, đem mũ rơm cất đi. Nhưng ngay khi Vương Lâm vừa đi qua biên giới của Sở Quốc, bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vân Thiên Tông trong miệng gầm nhẹ: "Muốn chết?" Sau đó thân mình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Triển Bạch là một kẻ đến từ ngũ cấp tu chân quốc Bỉ Lô Quốc. Cái tên này đại biểu cho giết chóc và máu tanh. Bản thân hắn là một đệ tử thiên tài của Bỉ Lô Quốc, một đường tu hành cuối cùng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Sau đó không hiểu vì sao lại trộm lấy bảo điển của Chí Ma Đạo, phản bội sư môn. Dưới một đường đuổi giết hắn liên tục trốn thoát, tuy bản thân cũng bị trọng thương nhưng cũng giết không ít đồng môn những kẻ truy sát y. Cuối cùng, dưới sự truy sát của một hóa thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch trốn đến Cửu U Man Hoang. Tại đây, rốt cục hắn trốn thoát khỏi vị hóa thần kỳ tu sĩ kia và ở lại chỗ này trên 100 năm thời gian. Không ai biết được 100 năm này hắn như thế nào có thể sinh tồn. Chỉ biết 100 năm sau đi ra, không ngờ hắn đã đạt đến hóa thần kỳ. Càng đáng sợ hơn chính là hắn đã thu phục được vô số độc trùng. Vừa trở ra, người này lập tức giết tới Chí Ma Đạo. Khi ra tay, vô số độc trùng bên người gần như hóa thành một mảnh mây đen. Dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng có một số người bỏ mình dưới tay hắn. Hắn biết rõ rằng Chí Ma Đạo có hóa thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại, nhưng vẫn dám tiến đến đổ sát, điều này cho thấy bổn sự của hắn. Cuối cùng hắn lại bị đuổi giết, một đường phải chạy trốn. Đuổi giết hắn là một vị trưởng bối trong sư môn một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cuối cùng người này bị hắn dẫn vào trong Cửu U Man Hoang, sau đó cũng không thấy tung tích gì truyền ra nữa. 30 năm sau, Triển Bạch lại đi ra khỏi Man Hoang, tu vi tuy vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng cũng không có tin tức gì của vị trưởng bối kia. Tuy vậy, người này cũng từ bỏ việc trả thù Chí Ma Đạo mà rời khỏi bản quốc, đi tha hương, lưu lại một loạt hung danh. Những tu sĩ chết dưới tay hắn đã không thể kể hết được. Thậm chí hóa thần trung kỳ đối mặt với hắn cũng có chút đau đầu. Hắn tu luyện một loại pháp thuật mà dường như nắm giữ được một tấm thân bất tử. Mỗi lần có vẻ như giết được hắn thì thực tế chỉ là một trong số các phân thân của hắn mà thôi. Cuối cùng, người này chiếm được một cái vũ đỉnh, trở thành một trong những người được lựa chọn để tiến vào tiên giới. Ở tiên giới, hắn vẫn hoành hành như trước, chỉ cuối cùng gặp phải một kẻ khó có thể trêu chọc được là Vương Lâm. Không hãm hại được lại tổn thất mất mấy phân thân, đành bất đắc dĩ mở ra vu hồi đỉnh, quay trở lại Chu Tước Tinh. Có thể nói, trong 6 người của Chu Tước Tinh lần này, hắn là kẻ đầu tiên quay về. Trong khi truyền tống trong vu hồi đỉnh, hắn cũng giống như Vương Lâm bị sai lệch. Chẳng qua, Vương Lâm bị truyền tống đến một tinh cầu khác, còn hắn may mắn hơn. Dù không truyền tống về đúng chỗ cũ, nhưng vẫn ở một chỗ khác ở Chu Tước Tinh. Chẳng qua lại là ở trong Tu Ma Hải. Tại Tu Ma Hải, bởi vì lần đi tiên giới bị tổn thất thảm trọng nên Triển Bạch lại tiến hành giết chóc. Hễ tu sĩ nào gặp hắn, gần như toàn bộ đều táng thân. Những con trùng tử của hắn, sau khi hấp thu máu huyết của rất nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Triển Bạch cứ một đường sông tới, tiến nhập Sở Quốc. Cho nên, việc tiêu diệt mấy môn phái cũng là nhằm cho trùng tử của hắn có thêm thật nhiều huyết nhục thỏa mãn nhu cầu của đám trùng tử này. Vì thế, tu sĩ của Sở Quốc mới lâm vào kiếp nạn này. Sứ giả của cự ma tộc, ngay khi thấy người nọ tiến đến, nội tâm âm thầm kêu khổ. Tuy hắn cũng là hóa thần kỳ, nhưng cũng là không phải do tự bản thân cảm ngộ, mà là do hấp thu cảm ngộ của người khác để đột phá. Thực lực của hắn thoải mái bắt nạt Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng nếu là gặp phải những kẻ dũng mãnh như Triển Bạch thì không thể chống cự được. Hắn chỉ có thể chạy đi, tạm thời tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Triển Bạch đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, bốn phía xung quanh hắn có nghìn nghịt vô số trùng vân. Hai mắt hắn lộ ra vẻ khát máu, nhìn chằm chằm vào một môn phái xa xa. Vân Thiên Tông, đây là đệ nhất tông phái của Sở Quốc, rất am hiểu luyện đan, qua hôm nay, toàn bộ số đan dược này là của ta. Nghe người của mấy môn phái trước đây nói rằng tông chủ của Vân Thiên Tông là một mỹ nhân. Ta thật muốn nhìn, sau khi bị trùng tử của ta ký sinh thì rốt cục xinh đẹp ở chỗ nào. Triển Bạch khẽ động thân, hướng về Vân Thiên Tông bay đi. Từng trận gào thét của đám trùng tử này vang khắp cả trời đất, thanh thế kinh người. Mấy ngày trước, đem một tên Nguyên Anh hậu kỳ tiểu bối của Vân Thiên Tông làm thịt, trước khi chết hắn còn nói Vương Lâm sẽ không bỏ qua cho ta.
Thật là nực cười. Tên Vương Lâm này là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe tới? Hơn nữa Sở Quốc chỉ là một tam cấp tu chân quốc, không có khả năng có được hóa thần kỳ tu sĩ. Tên Vương Lâm này cùng lắm chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ có chút lợi hại mà thôi. Đã là một tiểu bối như thế thì gặp một tên ta giết một tên. Mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch ta há chưa từng giết qua sao? Sau khi tiêu diệt Sở Quốc này, ta liền một đường giết về Cửu U Man Hoang. Đến lúc đó, nhất định phải khiến trùng vương sinh ra. Sau khi trùng vương ký sinh lên thân thể, ý cảnh của ta liền đạt đến hóa thần trung kỳ. Tằng Ngưu, đến lúc đó, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể kháng cự lại ta không? Triển Bạch cười lạnh. Chuyến đi tiên giới dưới con mắt của Triển Bạch là cả một sự sỉ nhục. Tên Tằng Ngưu kia chính là một nhân vật vốn không có tên tuổi. Không ngờ khi mình bị đuổi giết lại chẳng thèm quan tâm, nếu không như thế, cùng với hắn liên thủ nhất định. Có thể khiến cho kẻ truy sát kia bỏ mạng đương trường. Thật không ngờ tên Tằng Ngưu này có thể chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp. Tại Chu Tước Tinh này thanh danh của hắn vang dội. Hết thảy những điều này đáng nhẽ phải thuộc về ta mới đúng. Tằng Ngưu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta với ngươi sẽ đại chiến một trận. Triển Bạch cười lạnh, nhưng lập tức, hắn nhớn mày lên, lẩm bẩm. Con thú lôi hoa kia của Tằng Ngưu đúng là con vật khắc chế trời sinh với đám trùng tử của ta. Ánh mắt hắn chớp lên hạ quyết tâm lần này bất kể thế nào, cũng phải mạo hiểm tiến vào chỗ sâu bên trong Cửu U Man Hoang để tìm trùng vương. Một khi trùng vương sinh ra, như vậy lôi hoa sẽ mất đi tác dụng của nó. Trước khi đó, ta chỉ cần không trêu chọc vào Tằng Ngưu là được. Người này có thể chặt đứt một tay của Hồng Điệp thì tu vi không thể như biểu hiện bên ngoài là hóa thần sơ kỳ được. Tuy nhiên, Chu Tước Tinh này rộng lớn như thế, dù là ta muốn trêu chọc, cũng tuyệt không dễ dàng gặp được. Triển Bạch hừ nhẹ một tiếng, thân mình bay đi cực nhanh, nháy mắt đã đến bên ngoài Vân Thiên Tông. Vân Thiên Tông bị bao phủ trong một mảnh mây trắng, không phải tự nhiên sinh ra mà là hộ sơn đại trận của Vân Thiên Tông. Chẳng những nó có thể thủ hộ tông môn mà, còn có thể che giấu cả càn khôn bên trong rất kỳ diệu. Triển Bạch lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm mây trắng bên trên Vân Thiên Tông một chút, cười khinh mỉ quát. Những tên tiểu bối của Vân Thiên Tông nghe cho rõ đây, mở ra hộ sơn đại trận, tống xuất đan dược. Còn nữa tông chủ của các ngươi tự thân ra nghênh đón cho ta. Bên trong Vân Thiên Tông vẫn một mảnh yên tĩnh, một lúc sau truyền ra một thanh âm dịu dàng êm tai. Thanh âm này cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mang theo một cỗ ý chí kiên định. Tiền bối bản thân là hóa thần kỳ tu sĩ, cần gì phải làm khó một cái tông phái ở tiểu quốc như thế này. Nếu về mặt đan dược có yêu cầu gì mời tiền bối phân phó, Vân Thiên Tông ta toàn lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối. Trong mắt Triển Bạch lộ ra vẻ trào phúng nói. Thật sao? Nói vậy, ngươi hẳn là tông chủ của Vân Thiên Tông phải không? Vãn bối chính là tông chủ của Vân Thiên Tông, còn mong tiền bối không làm khó cho một tiểu phái như Vân Thiên Tông ta. Thanh âm của Lý Mộ Uyển từ từ truyền đến, vẫn rất êm tai, đầy vẻ nhu nhược. Triển Bạch hừ nhẹ một tiếng nói. Ta thật muốn nhìn mỹ nhân tông chủ của Vân Thiên Tông rốt cuộc bộ dáng như thế nào. Nói xong, tay phải hắn vươn lên, hướng về mây trắng giữa không trung, hung hăng chụp xuống. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, mây trắng lập tức tan vỡ. Chẳng qua, sau khi tan ra lại nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa. Trận pháp này cũng có chỗ thần kỳ, không phải là do Vân Thiên Tông ngươi bố trí. Ánh mắt Triển Bạch chợt lóe lên. Tiền bối, trận pháp này là do cự ma tộc vì bảo vệ cho sự an toàn của Vân Thiên Tông ta mà tự mình bố trí. Mong tiền bối nể mặt cự ma tộc, đừng tiếp tục làm khó chúng ta. Lý Mộ Uyển than nhẹ, lại nói. Cự ma tộc. Triển Bạch có chút trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, tay phải lại vung lên đám trùng vân bốn phía, lập tức ông một tiếng gào thét xông lên đánh tới. Chỉ nghe từng trận âm thanh ca ca không ngừng vang lên từ chỗ mây trắng, thanh âm này ngày một lớn. Cuối cùng gần như chỉ còn tiếng vù vù của trùng tử. Cự ma tộc thì đã sao? Dù đích thân xuất hổ đến đây, cũng sẽ không vì Vân Thiên Tông mà trở mặt với ta. Triển Bạch cười lạnh, tay phải lại xuất ra một chảo. Một tiếng nổ vang lên, mây trắng tan tành, những tầng mây liên quan xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tan. Một đạo sóng gợn vòng tròn bỗng nhiên tản ra, một đạo ánh sáng chợt lóe lên từ trung tâm rồi biến mất. Cùng với mây trắng tiêu tan, một loạt các tòa lầu các làm từ linh thạch cực kỳ hoa lệ xuất hiện trước mặt Triển Bạch. Những tòa lầu các liên miên không dứt, nhìn không thấy giới hạn. Triển Bạch không khỏi thở sâu, hai mắt trừng lên. Hồi lâu sau hắn cười vang nói, Vân Thiên Tông này cũng quả là giàu có, không ngờ sử dụng linh thạch để xây dựng. Quy mô như thế này tuy còn kém hơn tiên giới rất nhiều, nhưng ở Chu Tước Tinh này cũng ít gặp. Từ nay về sau, nơi này sẽ là của Triển Bạch ta. Hộ sơn đại trận dễ dàng bị người ta phá vỡ, mọi người trong Vân Thiên Tông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Bạch bước chân tiến vào trong Vân Thiên Tông. Hơn trăm trượng bên người hắn đều là dày đặc trùng vân màu đen. Gào thét liên miên, một ít nữ đệ tử có tu vi thấp của Vân Thiên Tông thậm chí suýt chút nữa bị dọa cho khóc lên. Tay phải Triển Bạch chụp ra, mấy đệ tử của Vân Thiên Tông lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lên. Chỉ thấy trong trùng vân lao ra một đám trùng tử, chúng xông tới, lập tức liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trên người mấy tên đệ tử này lập tức phủ kín bởi vô số trùng tử, thậm chí một số đã chui được vào trong cơ thể.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết này vang lên trong tai của mọi người của Vân Thiên Tông khiến tâm can như bị xé rách. Dừng tay. Lý Mộ Uyển lao ra, bay lên giữa không trung, bên cạnh nàng còn có mấy người. Sắc mặt mấy người này đều rất khó coi, nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Triển Bạch cười ha hả, tay phải lại vung lên, tiếng kêu thảm thiết của đệ tử kia lại càng thê lương. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, một đám trùng tử từ trong cơ thể mấy người chui ra, thân thể họ lập tức rũ xuống, không khác gì bộ xương khô từ giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt nhìn mấy tên đệ tử, khóe miệng ứa ra một tia máu tươi, thân mình run rẩy. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Triển Bạch đã chứa đầy vẻ oán độc. Với tính tình của nàng mà dùng ánh mắt như thế để nhìn người khác thì thật sự là hiếm thấy. Quả nhiên hình thức có chút xinh đẹp, ngươi tên là gì? Ánh mắt Triển Bạch đảo qua, dừng lại trên người Lý Mộ Uyển, nói. Lý Mộ Uyển trầm mặc. Hả? Không nói sao? Đơn giản thôi. Triển Bạch cười một tiếng, tay phải vung lên, trùng tử bốn phía quanh thân hắn lao sao, khoách tán ra, gần như đem cả Vân Thiên Tông bao vây bên trong. Chỉ cần Triển Bạch phất tay, đám trùng tử này sẽ lập tức lao xuống, phàm là gặp sinh vật sống sẽ lập tức cắn nuốt. Tuy những trùng tử này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng ánh mắt đều lộ ra vẻ khát máu. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ánh mắt của chúng và Triển Bạch cũng không khác gì nhau. Dừng tay, ta tên là Lý Mộ Uyển. Một cảm giác nhục nhã dâng lên từ đáy lòng Lý Mộ Uyển. Không còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn những đệ tử của Vân Thiên Tông vì nàng mà phải bỏ mình. Tuy từ nhiều ngày trước, những môn hạ đệ tử của Vân Thiên Tông đã bắt đầu phân tán, nhưng cuối cùng cũng có đến mấy nghìn người kiên trì ở lại. Những người này ở lại là vì đã xem Vân Thiên Tông như gia đình của chính mình, cam tâm tình nguyện chiến đấu một trận, dù phải chết cũng không hối hận. Thậm chí đám người Liễu Phỉ và Tống Thanh, cùng với hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão cũng lựa chọn ở lại. Tiền bối có yêu cầu gì, mời nói. Một Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão tóc bạc trắng tiến lên phía trước, chắn trước người Lý Mộ Uyển, nhìn Triển Bạch, chậm rãi nói. Ánh mắt Triển Bạch lóe lên, nhìn chằm chằm vào lão nhân, khinh miệt nói. Yêu cầu. Yêu cầu của ta rất đơn giản, giết hết các ngươi lấy đi đan dược, đem nơi này phong ấn lại biến thành tẩm cung của ta. Về phần ngươi, gọi là Lý Mộ Uyển phải không? Không tồi, hình thức cũng có chút xinh đẹp, vậy hãy làm thị nữ của ta đi. Ngươi khinh người quá đáng. Một vị lão bà Nguyên Anh sơ kỳ bên cạnh tức giận quát. Sở dĩ nàng có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ cũng là nhờ có Lý Mộ Uyển ban cho. Lúc này đây, dưới sự giận dữ, cũng không để ý đến sự chênh lệch về tu vị, căm hận nhìn Triển Bạch. Ánh mắt Triển Bạch trầm xuống, vẻ khát máu trong mắt lại càng đậm, nói. Xem ra là ta quá nhân từ rồi, Vân Thiên Tông, diệt. Nói xong, tay phải hắn vung lên, đám trùng tử bốn phía lập tức bắt đầu gào thét, hung hãn tản ra, hướng về mọi người lao đến. Về phần lão bà kia, ngay khi Triển Bạch phất tay đã bị vô số trùng tử xông tới, liên tục kêu thảm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị ăn tươi nuốt sống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều chấn động mạnh, toàn bộ Vân Thiên Tông vang lên tiếng kêu thảm thiết khắp trời đất. Lý Mộ Uyển nở nụ cười sầu thảm, thân mình lại run lên, tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết, cắn chặt môi lại. Thậm chí những vị trưởng lão bên người nàng cũng bị vô số trùng tử lao đến, tất cả đều dãy dụa phản kháng. Nhưng ngoại trừ hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão có thể kháng cự đôi chút thì những người còn lại đều bị vây vào hạ phong, khó có thể thoát khốn. Những con trùng tử cực kỳ quỷ dị, bất cứ pháp thuật pháp bảo nào cũng gần như không có tác dụng gì với chúng cả. Giờ khắc này tại Vân Thiên Tông này, ngoại trừ Lý Mộ Uyển ra, mọi người đều cùng phải rơi vào cảnh chém giết với đám trùng tử này. Lý Mộ Uyển cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Bạch thích thú nhìn Lý Mộ Uyển, xoa xoa cằm nói. Nói thực, ta đã tiêu diệt nhiều môn phái, ngươi cũng là nữ tông chủ thứ tư, không tồi, tuy tu vi không cao nhưng vẫn thích hợp làm ký sinh thể cho đám trùng tử của ta. Nói xong, tay phải hắn điểm ra, lập tức từ đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này ở giữa không trung lập tức phịch một tiếng, hóa thành một con trùng tử dữ tợn màu máu, lóe lên đánh về phía Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều, nháy mắt khi con trùng tử này xông đến, từ mi tâm của Lý Mộ Uyển đột nhiên xuất hiện một đoàn xương màu đen. Đoàn xương đen này lập tức hóa thành bộ dạng một con tiểu thú, nuốt lấy huyết trùng này vào bụng. Từng trận tiếng thét chói tai từ con huyết trùng này truyền ra. Chậm rãi, tiếng kêu thảm thiết này dần biến mất. Ánh mắt của con tiểu thú âm trầm, đứng trước người Lý Mộ Uyển, hung tợn nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Triển Bạch a nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào con tiểu thú này, nói: "Hồn thú." Lý Mộ Uyển trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong miệng hạ giọng nói: "Vương đại ca, kiếp sau hẹn gặp lại." "Vương đại ca?" Ha ha, là Vương Lâm gì đó phải không? Triển Bạch cười vang lên, từ khi đi vào sở quốc này, hắn đã rất nhiều lần nghe đến cái tên Vương Lâm này. Thậm chí ở những kẻ thuộc môn phái khác trước bị giết, cũng từ chúng trước khi chết cũng thốt ra cái tên này. Sở quốc của các ngươi cũng thật kỳ quái, tên Vương Lâm này có vẻ rất nổi danh. Rốt cuộc hắn là ai? Triển Bạch cười to cực kỳ cuồng ngạo, ánh mắt hắn chợt lóe lên, khinh thường nói. Ta hiện tại thật sự rất muốn biết tên Vương Lâm này là ai. Hơn nữa ta rất ngạc nhiên lấy tu vi của ngươi như thế nào mà có thể khiến những tên Nguyên Anh tu sĩ này cam nguyện đồng sinh cộng tử. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta chính là Vương Lâm. Một thanh âm lạnh lùng từ phía sau Triển Bạch vang lên.
Sau khi thanh âm kia phát ra, vô số du hồn màu đen như một pho tượng từ trên trời giáng xuống, âm âm tiến đến hướng về đám trùng tử đã phân tán ra bốn phương. Thân thể của Liễu Phỉ đã bị một con trùng tử chui vào, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lập tức một đạo âm phong tiến vào trong cơ thể. Nháy mắt con trùng tử đang muốn cắn nuốt Nguyên Anh như gặp phải thiên địch, dãy dụa chui ra khỏi cơ thể hắn điên cuồng chạy trốn. Liễu Phỉ ngơ ngác ngẩng đầu ngước lên, dừng mắt tại một thân ảnh cao lớn phía sau triển bạch. Là hắn sao? Hai mắt Tống Thanh đỏ bừng. Hắn gần như dùng hết tất cả các pháp bảo, nhưng đám trùng tử này dường như không thể diệt hết, điên cuồng công kích. Hắn nở ra một nụ cười sầu thảm. Linh lực trong cơ thể hắn đã tổn hao nghiêm trọng, nhưng ngay cả thời gian lấy ra đan dược cũng không có. Hơi chậm lại một chút, thân thể hắn đã bị vô số trùng tử bám vào. Toàn thân đau đớn khiến hắn gần như phát cuồng. Hắn cười thảm, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đang định tự bạo Nguyên Anh. Nhưng ngay lúc đó, một cổ âm phong quét đến thân thể hắn run lên. Bất kể là trong hay ngoài cơ thể, đám trùng tử đều lập tức gào thét thối lui. Tống Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu lên, thấy được một thân ảnh có 7 phần xa lạ, 3 phần quen thuộc phía sau triển bạch. Là hắn sao? Giờ khắc này, hai Nguyên Anh đại trưởng lão giữa không trung đồng dạng cảm giác được cỗ âm phong quét đến. Đám trùng tử xung quanh đều lui ra phía sau. Hai người ngẩn ra, lập tức nhìn đến thân ảnh kia. Là hắn sao? Tất cả đệ tử của Vân Thiên Tông chỉ cần chưa hoàn toàn tử vong, thì ngay khi âm phong quét qua, đám trùng tử trong cơ thể đều lập tức phát ra tiếng gào rít đầy sợ hãi, nhanh chóng chui ra ngoài cơ thể. Là hắn sao? Gần như toàn bộ đám đệ tử này đều ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kia. Lý Mộ Uyển giật mình nhìn thân hình phía sau triển bạch. Hai hàng lệ trong mắt nàng không kìm được xối xả lan xuống. Mặc dù diện mạo của Vương Lâm lúc này đã không hoàn toàn giống như năm đó, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Vương Lâm, thân thể triển bạch không kìm được run lên. Không ngờ đối phương đến ngay sau lưng mà hắn vẫn không phát hiện ra được. Điều này chỉ có thể giải thích rằng tu vi của đối phương đã vượt qua bản thân mình. Hắn vùng xoay người lại. Đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm khiến trong mắt hắn hiện lên vẻ không tài nào tin được. Gần như theo bản năng, hắn lui lại vài bước ra sau, thất thanh nói. Ngươi, Tằng Ngưu. Toàn bộ Vân Thiên Tông, ngay khi nghe được hai chữ Tằng Ngưu đều lập tức xôn xao cả lên. Cái tên Tằng Ngưu này, ở Vân Thiên Tông không ai không biết, gần đây nhân vật bị chú ý nhiều nhất trên Chu Tước Tinh chính là cái tên Tằng Ngưu này. Tằng Ngưu. Trong những đệ tử bậc thấp lập tức có người lộ ra vẻ không thể tin được. Tằng Ngưu. Liễu Phỉ hoàn toàn ngây người ra. Tằng Ngưu. Tống Thanh cảm giác được đầu mình chấn động. Hai Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão lập tức hai mắt chớp lên, lộ ra vẻ mờ mịt. Hai mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang. Loại hàn mang như thế này chỉ khi hắn ra tay tàn sát Đằng Gia mới từng xuất hiện. Loại hàn mang này chỉ khi Vương Lâm phẫn nộ đến cực điểm mới biểu hiện ra, là dấu hiệu hắn muốn giết người. Là ngươi muốn tiêu diệt Vân Thiên Tông. Thanh âm của Vương Lâm như hàn phong đến từ Cửu U. Hàn phong này thổi qua người triển bạch, khiến hắn cảm giác rằng so với hàn phong nơi Cửu U còn lạnh hơn vài phần. Người có danh cây có bóng, Vương Lâm có thể chặt đi một cánh tay Hồng Điệp. Có thể đến sau lưng triển bạch mà hắn không hề phát giác ra, điều này đối với triển bạch mà nói chính là khiếp sợ. Gần như chưa khai chiến mà trong lòng đã nổi lên ý định rút lui. Tằng Ngưu, ta không biết ngươi là người của Vân Thiên Tông, là ta đã lỗ mãng, triển bạch nói. Lỗ mãng? Ánh mắt Vương Lâm chợt chớp lên, thân mình đột nhiên xông lên phía trước. Cấm phiên từ trong túi chữ vật bay ra, hóa thành một màn xương đen phóng đến triển bạch. Triển bạch biến sắc, lập tức lui về phía sau. Lỗ mãng? Vương Lâm cười lên điên cuồng, hai tay bấm quyết điểm về phía trước. Lập tức từ bên trong cấm phiên phát ra từng trận gào khóc, từng đạo cấm khí hóa thành ác long gầm rít lao ra. Lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết, cùng một chỗ thành một cây trường thương màu đen ngay trước người Vương Lâm. Trường thương này trước đó cũng đã khiến cho Hồng Điệp Lâm và hoảng sợ, chỉ có thể xuất ra bản mạng pháp bảo để đối kháng lại. Trường thương vừa xuất hiện, giữa không trung liền vang lên những tiếng ầm ầm, bị màn xương đen vô cùng vô tận bao phủ. Dưới màn xương đen này, đám trùng tử như gặp phải thiên địch, đều phát ra những tiếng gào thét chói tai. Sắc mặt của Triển Bạch kịch biến, lại thối lui. Vương Lâm nắm lấy trường thương, thân hình khẽ động, không ngừng đuổi theo. Tuế Nguyệt. Vương Lâm quát khẽ vỗ túi chữ bật, lập tức chín pho tượng bay ra, ở giữa không trung đón gió bành trướng lên, như hóa thành cửu tôn chân nhân phủ khắp bốn phía. Thân thể Triển Bạch đang lui về phía sau lập tức chậm lại. Lỗ mãng. Hắn vừa chậm chút, thanh trường thương trong tay Vương Lâm nhanh như tia chớp. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, những âm thanh ầm ầm vang lên, thanh trường thương một đường đâm tới. Triển Bạch hét lớn một tiếng, hai tay kết thành chữ thập, giữa mi tâm hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của một con ngô công. Con ngô công này vặn vẹo thân mình, lập tức từ trong thân thể của Triển Bạch chui ra. Những cái chân của nó quấn lấy người Triển Bạch vào bên trong, hình thành một cái kén bằng thịt thật lớn. Uy lực của trường thương có thể lay động cả thiên địa. Thanh trường thương đâm vào cái kén bằng thịt này, bị từng đạo cấm khí cuồng bạo điên cuồng dũng mãnh xông vào, cái kén thịt lập tức tan nát. Triển Bạch ở bên trong, nháy mắt khi cái kén bị phá, đã thối lui ra sau hơn 10 trượng.
sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi không ngờ còn có vô số trùng tử, thoạt nhìn thấy ghê người. Tằng Ngưu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai mắt của Triển Bạch hiện lên vẻ khát máu nồng đậm, thanh âm thảm thiết, tâm thần hắn đại chấn. Hỗn loạn ý cảnh bên trong một thương kia của Vương Lâm quá mạnh mẽ. Nếu không phải ý cảnh của hắn rất đặc thù, sợ là dưới ý cảnh này của Vương Lâm đã lập tức bỏ mình. Khinh người, hôm nay ta sẽ khi dễ ngươi. Hàn mang trong mắt Vương Lâm vẫn không giảm, tay phải hơi điểm về phía trước. Lập tức một đạo linh quang có vẻ rất bình thường, hướng về Triển Bạch vọt tới. Ý cảnh công kích. Sắc mặt của Triển Bạch có chút khó coi, không nói hai lời, thân mình nhanh chóng bạo lui, chạy trốn. Vương Lâm làm sao có thể để hắn chạy thoát, thân mình khẽ động lao về phía trước đuổi theo. Đồng thời tay phải hắn hơi đẩy ra phía sau, lập tức vô số du hồn gào thét từ bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản Triển Bạch lại. Sắc mặt Triển Bạch xám như cho tàn, muốn lập tức thuấn di, tức rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải vung ra, lập tức từ trên không ầm vang một tiếng, một đạo cái khe không gian cực lớn xuất hiện xẹt ngang bầu trời. Nháy mắt cái khe không gian hiện ra, cũng đúng là lúc Triển Bạch chuẩn bị thuấn di. Nếu hắn ngay lúc này thuấn di, lập tức sẽ bị cái khe không gian vừa đột nhiên xuất hiện kia xé thành hai nửa. Thằng điên! Triển Bạch bị dọa khiếp vía, lập tức không dám thuấn di nữa. Vô số hàn phong lập tức bị toái liệt, linh lực bốn phía điên cuồng bị cái khe dũng mãnh hút lấy. Triển Bạch đã gặp qua không ít người điên, cũng giết qua hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng đối với Vương Lâm, đáy lòng hắn tràn đầy sự sợ hãi. Trong số những người hắn từng gặp, thì có thể nói Vương Lâm là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. Không cần nói những cái khác, chỉ riêng xé rách không gian như thế này, chỉ cần là hóa thần tu sĩ ai cũng có thể làm được, nhưng là dùng phương thức này để ngăn cản đối phương thuấn di thì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Hơn nữa, xé rách một cái khe không gian lớn như thế, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ linh khí của Sở Quốc tan tác. Do đó, thật quá mức điên cuồng. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn tràn ngập hàn mang, không ngừng xông lên, tay phải chỉ lên trời, xuất ra một chảo cách không. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một cái quyển trục hình tròn thật lớn. Đó là một quyển trục có màu đen trắng, vô thanh vô tức xuất hiện, trải rộng ra. Ngươi may mắn là người thứ hai trở thành tế phẩm của sinh tử ý cảnh. Thanh âm của Vương Lâm chứa đầy vẻ âm trầm, chỉ tay thẳng vào Triển Bạch trong miệng khẽ thốt lên. Sinh tử biến. Lập tức, quyển họa trục phía sau hắn giống như bị một bàn tay khổng lồ trải mở ra, hoành ra giữa bầu trời, mỗi lúc mỗi rộng lớn hơn. Cuối cùng gần như nó bao phủ một phạm vi cả 10 dặm, khí thế vô biên. Ngay cả cái khe không gian kia, dưới uy lực của nó cũng vô thanh vô tức khép lại. Một tia khí màu xám từ trong bức tranh khuếch tán ra. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm toàn lực thi triển sinh tử ý cảnh của mình. Hắn đem cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ luân hồi của mình toàn bộ phóng xuất ra, toàn bộ trở thành sức mạnh của thiên địa. Nội tâm của Triển Bạch kêu khổ, nhưng hắn vốn là một kẻ cương quyết. Giờ khắc này, hàn quang trong mắt hắn đại lóe, vẻ khát máu lại điên cuồng hiện lên. Hắn vỗ túi chữ vật, lập tức một đám tiểu trùng màu đỏ mạnh mẽ xuất hiện bên người hắn. Tằng Ngưu, ngươi và ta vốn không có sinh tử cừu oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua, ta chỉ mới giết vài tên đệ tử của Vân Thiên Tông ngươi mà thôi. Triển Bạch quát lên. Hiện tại đã có. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, tay phải điểm vào Triển Bạch, lập tức quyển họa trục giữa không trung phát ra từng trận âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy một lốc xoáy cực lớn chậm rãi xuất hiện. Bốn phía xung quanh lốc xoáy bao phủ đầy bụi khí. Nếu là nhìn kỹ có thể thấy giữa trung tâm lốc xoáy hiện lên những khuôn mặt mà phần đông là rất dữ tợn. Không có ngoại lệ, những người này đều chết dưới tay Vương Lâm. Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm, cũng chính là một loại thiên đạo luân hồi, thuộc về luân hồi của chính bản thân hắn. Trừ khi ý cảnh của Triển Bạch đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ, nếu không cũng chỉ vô dụng. Đám sâu bên người Triển Bạch này lập tức gào thét, bỗng nhiên một đám từ giữa không trung rơi xuống. Cơ thể mỗi con đều có một đoàn bụi khí dâng lên, bị lốc xoáy kia hút vào trong. Ẩn sâu bên trong đôi mắt đầy vẻ khát máu của Triển Bạch là một nét hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức hư ảnh của con Ngô Công lại lóe ra, đồng thời trên đỉnh đầu hắn dâng lên một đoàn sương mù bảy màu. Gần như nháy mắt, đoàn sương mù này đã hóa thành một con Ngô Công dài chừng trăm trượng, làm cho ai nhìn vào đều thấy ghê cả người. Không ngờ dưới đầu con Ngô Công này còn có một cái đầu nữa, nhìn tướng mạo thì rõ ràng chính là Triển Bạch. Đây đúng là nguyên thần của hắn. Năm đó ở trong Cửu U Man Hoang, hắn cùng với con thú này nguyên thần hợp nhất, lúc đó mới tiến vào hóa thần kỳ. Thiên đạo mà hắn cảm ngộ ra đó chính là trùng thú đạo. Lấy trùng thú thay thân thể mình, sử dụng quy luật của thiên địa. Trời đất tàn khốc, con người giết hại thú vật cũng có thể giết con người. Con người có thể ăn thú vật, vậy thú cũng có thể cắn nuốt con người. Trên con đường tu đạo rộng lớn, con người có thể thành tiên, thành tôn, như vậy thú cũng có thể thành tiên. Tại sao không có việc con người không phải là trung tâm của vạn vật? Trùng thú đạo của Triển Bạch chính là lấy trùng thú làm gốc rễ của vạn vật. Nguyên thần của hắn vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên gầm thét, trực tiếp thoát ly khỏi thân thể của Triển Bạch. Bay lên giữa không trung, mở ra cái mồm to rộng, hướng về cơn lốc xoáy kia nuốt vào.
Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, trong miệng thở nhẹ. Không tự lượng sức. Chỉ nghe ầm một tiếng giữa không trung, cơn lốc xoáy kia nháy mắt đã bành trướng lớn lên, như vô tình thiên đạo đem nguyên thần của Triển Bạch nuốt vào. Từng trận âm thanh kêu gào thảm thiết từ bên trong truyền ra, hồi lâu sau rốt cục yên tĩnh lại. Thiên kiếp quyển trục biến mất như chưa hề xuất hiện bao giờ. Tay phải Vương Lâm vung lên, thân thể của Triển Bạch lập tức tan nát, hóa thành một vũng thịt máu, trong đó còn chứa đầy ròi tản ra từng trận mùi tanh hôi. Vương Lâm nhướng mày, tay phải chỉ vào giữa đống máu thịt kia một cái, lập tức một ngọn lửa bốc lên. Sau vài tiếng xì xèo, đám ròi bọ lập tức thu nhỏ, cuối cùng hóa thành tro bụi. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái túi chữ vật. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, túi chữ vật bắn vào trong tay hắn. Thần thức hắn đảo qua, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, trong túi chữ vật kia cũng không có cái gì khác, trong đó cũng chỉ toàn sâu bọ lúc nhúc. Hắn hơi chút trầm ngâm, đánh lên túi chữ vật một đạo phong ấn, sau khi thu lại liền xoay người biến mất. Sau khi xuất hiện, Vương Lâm đứng ở trên bầu trời Vân Thiên Tông, chậm rãi hạ xuống. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong mắt nàng một giọt nước mắt ngạc nhiên vui mừng chậm chậm rơi xuống gò má. Nàng vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt, thân hình ngã xuống bên cạnh. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên, xuất hiện bên người Lý Mộ Uyển mà ôm lấy nàng. Hắn biến sắc mặt, hai tay lập tức điểm vài cái liên tục ở trên thân nàng, sau đó sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nói: "Liễu Phỉ, Tống Thanh, Phong Sơn, bất cứ kẻ nào trước khi ta đi ra đều không được ra ngoài." Nói xong, Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển lập tức bay đến ngôi lầu phía đông. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng đáp dạ rồi đi lo liệu. Chỉ thấy một quầng sáng lớn chậm rãi xuất hiện, bao trùm toàn bộ Vân Thiên Tông, dần dần cảnh tượng bên trong bị che giấu hoàn toàn. Những đệ tử còn lại đều nhận được mệnh lệnh trong mấy ngày này không được ra ngoài. Đối với mệnh lệnh này, tất cả mọi người đều tình nguyện tuân theo. Các ý kiến bàn luận giữa bọn họ gần như đều vây quanh cái tên Tằng Ngưu. Liễu Phỉ và Tống Thanh sau khi làm xong việc mới đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều có thể nhìn ra sự hưng phấn và sợ hãi tồn tại trong mắt đối phương. Hưng phấn là bởi vì kiếp nạn của Vân Thiên Tông được phá giải. Hơn nữa không nghĩ tới Vương Lâm lại chính là Tằng Ngưu xuất hiện nhiều lần trong lời đồn. Sợ hãi là bởi vì sự trở về của Vương Lâm. Dù sao một màn máu tanh năm đó cho đến giờ bọn họ còn không thể quên. Giờ phút này hai người đi tới bên ngoài ngôi lầu phía đông, nhưng không dám tới gần, ở xa khoanh chân ngồi xuống. Hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ trong Vân Thiên Tông, thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều, đã sớm đến nơi đây, khoanh chân thổ nạp chờ đợi Vương Lâm. Ở trong lầu, Vương Lâm khoanh chân ngồi trước Lý Mộ Uyển. Lúc này Lý Mộ Uyển sắc mặt tái nhợt như không có máu, thân thể yếu ớt, trên người nàng có dày đặc tử khí. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển. Một lúc sau, hắn cắn răng một cái lấy ra cực phẩm linh thạch từ trong túi chữ vật đặt ở hai bên phải trái Lý Mộ Uyển. Theo sau hắn đánh ra từng đạo linh lực đưa vào cơ thể Lý Mộ Uyển. Thời gian qua đi, ba ngày sau Vương Lâm thủy chung vẫn cứ nhíu mày. Liên tục ba ngày liên tiếp đưa linh lực vào trong cơ thể Lý Mộ Uyển. Nếu là trước khi Vương Lâm hóa thần, mặc dù có thể làm được cũng sẽ tổn hao linh lực nghiêm trọng. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần thì không có lo ngại việc này. Thân thể Lý Mộ Uyển từ từ có một chút huyết sắc. Vào đêm ngày thứ ba, khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy Vương Lâm ở trước mặt, liền nở một nụ cười vui vẻ. "Vương đại ca." Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Vương Lâm thầm than, mỉm cười nói: "Không có gì phải lo nữa, mỗi ngày ta sẽ điều trị thân thể cho muội. Chờ sau khi thân thể tốt hơn ta nhất định giúp muội kết anh." Lý Mộ Uyển nhoẻn miệng cười, cười cực kỳ vui vẻ, nàng lắc đầu nói: "Huynh còn đi không?" "Tạm thời không đi nữa." Vương Lâm nghiêm túc nói. Hai mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Thật không?" "Thật, Uyển Nhi, muội vừa mới tốt một chút, nghỉ ngơi một hồi đi." Vương Lâm gật đầu nói. Lý Mộ Uyển từ từ chìm vào giấc ngủ, nàng tựa vào vai Vương Lâm. Mặc dù đang ngủ nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười như thế đã hơn 100 năm nay chưa từng xuất hiện ở trên mặt nàng. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộ Uyển, đặt ở trên giường. Hắn giúp nàng đắp chăn rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Bên ngoài có tất cả 7 người đang khoanh chân ngồi. Trong 7 người đó, ngoại trừ hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, Tống Thanh, Liễu Phỉ, còn có Âu Dương Tử và hai trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ trong thời gian trăm năm qua. Vương Lâm vừa đi ra, 7 người này lập tức mở hai mắt rồi đứng lên. Tất cả đều không tự chủ được cùng nín thở. Uy thế ngày xưa của Vương Lâm vẫn còn, lại thêm uy thế mới xuất hiện, khiến cho trong mắt bọn họ Vương Lâm là một tên đáng sợ. "Thân thể Uyển Nhi vì sao lại như vậy? 100 năm trước, khi ta rời khỏi nàng vẫn khỏe mạnh." Thanh âm Vương Lâm bình thản nhưng vào trong tai 7 người phảng phất như sấm đánh. Hai người trưởng lão mới vào Nguyên Anh sơ kỳ không ngờ bị chấn lui mấy bước, sau khi dừng chân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù đám người Liễu Phỉ tâm thần cũng đại chấn, Nguyên Anh không ổn định. Chỉ có hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể giữ vững bình tĩnh dưới thanh âm của Vương Lâm. Một vị mở miệng than nhẹ một tiếng, nói: "Tông chủ, Uyển Nhi cô nương 100 năm nay, 3 lần thủ kết anh đều thất bại, thân thể dĩ nhiên không chịu nổi. Nhất là lần cách đây 30 năm trước suýt nữa bỏ mình.
người này là người chắn ở trước mặt Lý Mộ Uyển khi Triển Bạch đến. Vương Lâm nhìn người đó một cái, nói: "Ta nhớ ngươi họ Lữ." Nội tâm của hắn vui vẻ, lập tức cung kính nói: "Tông chủ còn nhớ tại hạ, tại hạ là Lữ Phi." Từ khi Lữ Phi biết Vương Lâm chính là Tằng Ngưu, lập tức hạ quyết tâm đi theo Vương Lâm, bởi vì muốn ngày sau có thể hóa thần. Hắn dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu như vậy, hiển nhiên là một người rất thực tế, vì hóa thần có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Vương Lâm im lặng một lúc nói: "Đan dược cũng không có tác dụng sao?" Lữ Phi thầm than. Lúc này Tống Thanh đứng bên cạnh hắn nói: "Tông chủ, Uyển Nhi cô nương đã ăn rất nhiều đan dược, chỉ có điều..." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đã có phán đoán, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hạ giọng nói: "Nói tiếp." Tống Thanh cắn răng một cái, nói tiếp: "Tuổi thọ của Uyển Nhi cô nương đã tăng rất nhiều, tu sĩ kết đan bình thường không có khả năng sống đến nay. Với phương pháp nghịch thiên sửa mệnh cũng khó thoát khỏi luân hồi. Trừ phi Uyển Nhi cô nương có thể kết anh thành công." Vương Lâm im lặng. Lúc nãy khi hắn thăm dò cơ thể Lý Mộ Uyển, dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể nàng đầy tử khí, thân thể giống như một ngọn đèn hết dầu. Điều này không phải là do con người tác động, mà là biểu hiện của tuổi thọ đã hết. "Các ngươi lui ra đi." Vương Lâm than nhẹ, xoay người trở vào trong lầu. Trước khi vào trong, hắn dừng chân một chút nói: "Cái tên Tằng Ngưu nghiêm cấm truyền ra ngoài, đám đệ tử đó, các ngươi đi nghĩ biện pháp đi." Tất cả đều đáp lời. Đợi sau khi Vương Lâm tiến vào trong lầu, Lữ Phi, một trong hai đại trưởng lão, nhìn chằm chằm mọi người, âm trầm nói: "Các vị, thân phận của tông chủ nếu bại lộ, Hồng Điệp của Chu Tức Quốc tất nhiên sẽ tìm đến. Việc này chúng ta không thể lơ là." Đại trưởng lão kia là Thiết Nham, ánh mắt có một tia sáng lóe lên. Hiển nhiên hắn nhìn ra tâm tư của Lữ Phi. Trong lòng hắn cũng có ý tưởng giống Lữ Phi, nên lập tức nói: "Đúng vậy, đám đệ tử bậc thấp các ngươi tự mình phá bỏ ký ức của họ. Mặt khác, nếu trong vài người các ngươi có người tiết lộ việc này thì cũng không nên quên căn cơ của các ngươi ngay tại Sở Quốc. Đến lúc đó, đừng trách lão phu vô tình." Liễu Phỉ và Tống Thanh tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Ánh mắt hai người bọn họ lập tức nhìn chòng chọc hai vị trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh, ánh mắt không có ý tốt. Về phần Âu Dương Tử, không ai sẽ lo lắng hắn truyền ra ngoài. Người này một lòng vì luyện đan, có thể nói đã sớm cắt đứt ý niệm phàm tục. Lập tức, hai trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh kỳ sắc mặt tái nhợt, một người trong đó lấy trời chứng giám phát ra lời thề độc. Người còn lại thấy vậy cũng vội vàng thề. Ánh mắt của Lữ Phi thoáng lộ ra một tia sắc khí. Hắn liếc mắt nhìn Thiết Nham một cái. Thiết Nham khẽ khẽ gật đầu. Lữ Phi cười ha hả gật đầu nói: "Như vậy rất tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Ở chỗ ta có mấy điều tâm đắc về Nguyên Anh, hy vọng sẽ có trợ giúp cho hai người các ngươi." Hai người thấy vậy vui sướng, vội đuổi theo. Chẳng qua một người trong đó bước chân có vẻ chậm, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này, đám người Liễu Phỉ mỉm cười tiến lên hai bước. Người cảm thấy lo lắng cắn răng một cái đi theo sau Lữ Phi tới Tây Uyển. Hai kẻ mới lên trưởng lão này từ đó về sau không có xuất hiện. Chẳng qua ở bên người Lữ Phi lại có thêm hai con rối, toàn thân bao phủ một màn xương đen. Vương Lâm tiến vào trong lầu, ngồi ở bên giường Lý Mộ Uyển, lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ say. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Chỉ cần kết anh, liền có thể tăng thêm tuổi thọ. Việc này không khó." Một tháng qua đi trong nháy mắt. Trong một tháng qua, đệ tử cấp thấp trong Vân Thiên Tông toàn bộ đều quên cảnh tượng một tháng trước. Chỉ có điều, tất cả đều tò mò vì sao tông chủ phải tuyên bố bế quan. Liễu Phỉ và Tống Thanh lại quản lý Vân Thiên Tông. Thời gian trôi đi, thời hoàng kim ngày xưa của Vân Thiên Tông dần dần trở về. Cũng bởi vì nhiều môn phái Sở Quốc bị giết nên Vân Thiên Tông nhân cơ hội ra tay. Vì thế mà bọn họ chẳng những trở thành môn phái đứng đầu Sở Quốc mà thế lực đã mở rộng gấp mấy lần. Về phần Vương Lâm, ngày hôm sau khi Lý Mộ Uyển thức tỉnh liền mang theo nàng rời đi. Cùng đi theo còn có Lữ Phi và Thiết Nham. Hai người này dứt khoát buông tha thân phận đại trưởng lão Vân Thiên Tông, quyết định đi theo Vương Lâm chỉ vì khả năng hóa thần. Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển, hai người nói cười đi qua hơn nửa Sở Quốc. Lý Mộ Uyển vốn trước đó chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng mấy ngày nay nàng rất thỏa mãn. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, giống như tiểu thê tử đang bầu bạn ở bên cạnh Vương Lâm. Cuối cùng, bọn họ ngừng lại khi đi tới một vùng núi gần Tiên Di Chi Địa còn sót lại tại Sở Quốc. Lân cận vắng vẻ không người, thôn gần nhất cũng ngoài mấy vạn dặm. Ở trong một thung lũng, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, một tòa bảo tháp bay ra rừng ở trong cốc. Nơi đây là vùng đất âm hàn của Sở Quốc. Vương Lâm nhớ rõ Chu Dật từng nói, chỉ có ở nơi âm hàn mới có thể thả ra bảo tháp. Tòa bảo tháp do tiên ngọc ngưng kết vừa xuất hiện lập tức to lên, cuối cùng trở thành một tòa tháp lớn cao khoảng trăm trượng. Một tiếng nổ vang lên, nó hạ xuống cốc, lập tức một vòng tròn sóng gợn tỏa ra bốn phía. Một tia ý niệm của tu sĩ vấn đỉnh kỳ của Chu Dật bao phủ bốn phía trong vòng 100 dặm. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham đứng trong vòng sóng, lập tức có cảm giác như đối mặt với thiên uy. Nguyên Anh trong cơ thể như bị một thứ áp lực vô cùng vô tận đè ép, có dấu hiệu vỡ nát. Chẳng qua khi Vương Lâm phất tay, cảm giác này lập tức biến mất. Hai người hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng thêm tôn kính.
đây là cái gì? Lý Mộ Uyển nhìn bảo tháp, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Lâm mỉm cười nói, bên trong tháp có xác một người con gái, đó là thê tử của một vị tiền bối. Trước khi chết, hắn đã nhờ ta trông nom giúp. Sau đó, Vương Lâm đem chuyện xưa của Chu Dật và Đình Nhi nói cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển vốn là người đa sầu đa cảm, sau khi nghe xong bị Chu Dật và Đình Nhi làm cho cảm động. Chu Dật tiền bối hóa thành hồn đi Đại La Kiếm Tông không biết kết quả như thế nào. Lý Mộ Uyển hạ giọng nói. Vương Lâm lặng im, hồi lâu sau lắc đầu nói, cho dù kết quả như thế nào, đây cũng là sự lựa chọn của lão, hy vọng lão có thể toại nguyện. Lý Mộ Uyển gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp đã có sự khác biệt. Ở dưới bảo tháp, Vương Lâm dùng đá núi tạo nên mấy căn nhà, Lý Mộ Uyển có chút vui vẻ ở bên cạnh hỗ trợ. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, khóe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta. Lý Mộ Uyển lau trán đầy mồ hôi, đặt một tảng đá cuối cùng, cười nói với Vương Lâm. Vương Lâm gật gật đầu, nhìn thấy Lý Mộ Uyển lộ vẻ mệt mỏi, không biết vì sao trong lòng hắn có chút đau đớn. Kỳ thật với pháp lực của hắn căn bản không cần Lý Mộ Uyển hỗ trợ. Nhưng Lý Mộ Uyển kiên trì, loại kiên trì này trên người nàng không gặp nhiều lắm. Tính tình Lý Mộ Uyển luôn luôn ôn hòa, thậm chí có chút nhu nhược. Nhưng trong nhu nhược lại có sự kiên trì khó có thể tưởng tượng được. Vương Lâm chỉ có thể đồng ý không nói gì nữa. Hắn có thể nhận thấy được Lý Mộ Uyển rất vui vẻ. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía hắn lộ ra một sự dịu dàng cùng với một chút quyến luyến. Ánh mắt đó, trừ bỏ sự quyến luyến kia ra, nó giống hệt ánh mắt của mẫu thân nhìn về phía phụ thân hắn. Và nó cũng giống như ánh mắt Chu Dật nhìn về phía Đình Nhi. Vương Lâm sử dụng linh lực điều trị thân thể Lý Mộ Uyển. Nhìn nàng chậm rãi ngủ, hắn đi nhẹ ra ngoài nhà đá. Lúc này trăng sáng nhô cao, hai người Lữ Phi và Thiết Nham đang khoanh chân ngồi, nhìn thấy Vương Lâm đi ra liền đứng lên. Tông chủ. Vương Lâm liếc nhìn hai người này một cái, trầm giọng nói. Hai người các ngươi dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ đã bao nhiêu năm? Trong lòng hai người Lữ Phi mừng như điên. Bọn họ đi theo Vương Lâm chính lễ để đề cao tu vi có thể hóa thần. Nhưng hơn một tháng nay, Vương Lâm vẫn không có nói gì về việc này. Hai người bọn họ không dám đi hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lữ Phi đè xuống kích động trong lòng, cung kính nói. Vãn bối dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ đã 143 năm. Thiết Nham thở sâu, cung kính nói. Vãn bối 172 năm. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn lướt qua trên người bọn họ lắc đầu nói. Các ngươi đi lầm đường. Lữ Phi và Thiết Nham trầm lặng hồi lâu không nói. Thiết Nham chua xót cười nói. Tông chủ, Sở Quốc chưa từng có tu sĩ hóa thần. Chúng ta cũng từng hỏi qua sứ giả, nhưng thủy chung không có câu trả lời. Trên thực tế nhiều năm trước ta cũng đã đoán được rằng khổ tu bế quan sợ là không thể hóa thần, nhưng lại không biết điểm quan trọng. Ta cùng với Lữ sư đệ hai người nghiên cứu hồi lâu, chỉ có thể đoán được phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Vương Lâm than nhẹ, nhìn phía sau nhà đá, nói. Mỗi một tu sĩ hóa thần đều có một đoạn tự mình cảm ngộ thiên đạo vô tình. Chúng ta cảm ngộ là thiên đạo, nhưng cần phải có một đoạn cảm động, ít nhất có thể khiến cho chính ngươi cảm động. Linh lực trong cơ thể hai người các ngươi tương đối bề bộn, tại trong vòng trăm dặm của bảo tháp cũng là nơi tốt nhất để ma luyện áp xúc. Các ngươi đi ra ngoài trăm dặm, khi nào có thể bằng tu vi của chính mình đi vào ba dặm thì trở về đây. Thể xác và tinh thần hai người chấn động, giống như có điều hiểu ra một điều gì đó. Một người hướng đông, một người hướng nam rời đi ra ngoài trăm dặm, khoanh chân ngồi xuống lĩnh hội lời vừa rồi của Vương Lâm. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi, một tia ý niệm của Chu Dật mở ra trong vòng trăm dặm. Đến đây thì cũng khép lại tập 72 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.